Tay xuống. Chơi mà
quay đó, quay hai cái, quay hai cái vô, quay hai. Long, long, long.
bia chừng rượu, đĩ mẹ tụi bay cho mày làm nhiệm vụ mà mày coi mặt mày ra kìa. Không mày ăn ra đủ rồi. Bây giờ làm chứng anh em. Bây giờ lấy ra cái đồ cồn cứ có mày ăn đủ mẹ mày coi mày có. Người nào hứ lại hứ rượu vậy nào. Thử con người ta nó chị thôi chứ the cho nó đi. Mà nó có tao đâu đâu. Thử nó có tao không? Nó đứng ngoài mà thì ngay nó đứng ngoài. Nó con ngay chỗ nó vô nó đậu với mấy đứa không à. Cái luật giao thông này điều hả? Có bao giờ bây giờ là coi như có cái lệnh nào mà bây giờ công an mà dí coi như hơi là dân chạy xe là một không, phạm quy là hai. Còn này có tờ bạc không? Tụi mày dí vô tụi mày quýnh. Chết luôn luôn. Chết tụi mày về mày lấy. Tao quýnh chết em đây. Ở dưới đó nó quýnh chết luôn. Đủ mẹ tụi mày đâu bay ra. Quýnh sợ mà. Mấy mẹ nó quýnh sợ không? Thằng sợ đó nó lên đây thôi. Mày đòi tao sợ em. Để quýnh thằng nào nữa. Quýnh thằng sợ nữa. Quýnh thằng nào nữa. Sợ lên thôi. Thằng sợ ra tụi chạy mà. Đây có một bóng điện này nãy là hầm lơ sao em không tự nhiên có sao chị đâu có vô đâu nè, nhưng mà điện cái là nó quýnh cái thằng đại chất tại chỗ đang ở bệnh viện này. Đúng rồi, giải xét đi. Đúng rồi, bệnh viện An Nhơn mình nè, thì công an Tư Phước tao quýnh nè. Tàu chi mà tàu dữ vậy trời. Đủ mé mày tính rồi. Trời ơi chút xíu mà làm gì mà đủ mé. Xin đề quẹt lát đăng tin anh nha. Xin đề coi. Đăng tin ông đâu vô đấy coi. Vô ngước lên. Vô đăng tin lên. Mày ngước mặt mày lên. Bắt đèn pin lên. Rồi chém em thấy. Đây. Trần Đức Thuận. Trần Đức Thuận số 368. 766. 766. Kia nữa. Nước lên mày. Kia nè, Tiếu Quy. Nguyễn Ngọc Khánh. 368 188. Tiếu Quy, Nguyễn Ngọc Khánh. Thứ tụi bay ép chưa từng thấy tao nói lỗi. Còn bây giờ nói thẳng à. Đủ mẹ tụi bay. Trong dương đại bụng chết này. Nấu này xuống nhà mấy khách. Còn 4 thằng nữa. 6 thằng nữa. Tao em gọi hồn 6 người đây mới có 2 thằng nữa. 8 người. 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 Rau rau. Cô hiểu đó chứ. Rau rau chú. Chị nghe mướt ở ngoài bệnh viện bên này. An Nhơn bên này. Có đại ý đại gì mà đủ mẹ đại đủ đại. Không phải thị xã, Tư Phước trong hai thị xã. Dân Tư Phước. Ủa con mấy cái này tên gì vậy lưu dân đúng không? Bây giờ mày tên gì mày nói ra coi. Mày tên gì? Nói. Mày tên gì? Đặt hạ tên lên mày. Mày đặt hạ tên lên không? Cầm bây giờ. Im hết đi. Mày tên gì? Trần Đức Thuận. Ta lên. Trần Đức Thuận. Mày sao nói ra? Nói cho người ta biết. Đây là nói chung là thường là không có chứng kiến. Không để tao mày nè. Đủ mẹ mày chết tao mày đấy. Phía bên kia thì không có chỗ anh. Nói. Nói là quèn đi. Mày là đủ mẹ mày quýnh mày hả? Mày quýnh mày dí mày. Mày gì dí ra ngoài đường dưới vô này. Em ba mấy thằng sự. Mấy cái thằng kia chứ không có biết đây. Nhưng mà mày khai mày tên gì? Tên Trần Đức Thuận. Đâu khác nữa. Lúc nãy là lúc mà kia mà vô mà tôi có biết thằng sự. Thằng thằng kia. Mày không có biết thằng đây. Mày làm gì Trần Đức Thuận? Mày làm gì? Mày nói đi. Làm công an Tiên Phước. Đâu sao nữa? Thì lúc nãy tôi vô tôi bắt được bắt cái thằng kia. Thằng kia thì anh mà sao nó chết? Tôi đi một đám con người ta luôn quýnh nó chết xong mày mới vô mày kia nét kéo thử ra. Lúc thằng đây là tôi không biết tại tôi biết hình sự. Tụi mày là khốn nạn. Cái thứ tụi mày khốn nạn. Ác sao mà ác chứ? Tụi người ta chết nào mà mới. Mới bốn thì là thằng nào nào nữa nó tôi đi. Đâu mẹ. Tôi thấy nào nữa. 6 thằng nữa chú, còn 6 thằng nữa. Mày nè. Mày nè.
Đó 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 nó nói điện bố kia rè luôn. Xéo thành nữa. Ừ, xéo thành. Nói mà ông điện mai ông kia rè. Điện đúng xéo thành. Điện đi cho nó lỏng ra đúng theo xéo thành đó gì đó. Đâu mấy đứa cháu tỉnh đó đây đây, còn không có bây giờ đây. 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 Phải báo cáo chính quyền chứ hả? Ghen nó ruột thành sự á chị ra ngồi đầu. Bắt đầu nó quýnh cái thằng này chết trước hả? Rồi nó mới ruột thành sự chị vô. Rồi lại bắt đầu thành sự á. Là mấy cái thằng ngồi đã biết nó chết đâu á, vậy mới nếu kêu thằng sự ra là ra cầm cái tay nó là không còn sống nữa. Nó muốn chết đâu. Nó lụm luôn bóp thằng sự ra. Nó lụm luôn bóp thằng sự ra. Nó xuống rồi, nó kêu thằng sự ra, nó thấy ai ngồi đâu, nó kêu thằng sự ra, ghép tao với con đây ra, thấy một cái nhiều sự sự kia. Là tao lại tao thấy thằng đây là nằm đã gục rồi. Chơi mà ác dữ như tao, nó đâu có trâu đâu. Ừ, nó đâu nào nó trâu đâu mà ác ngơ ác khứ vậy chứ. Ừ. Mẹ nó sợ nó chạy đầu thâu chứ. Chơi mà ác ngơ dữ là quýnh chơi con người ta chơi mà chết vậy. Mà mấy thằng đó nó xây hết đầu. Nó xây hết đầu, thằng nào cũng xây hết á. Đây là cái lò em cướp đủ mẹ mày quấn lẻ xong mày móc tiền mày dục vô. Nó lấy hết tiền luôn. Đủ mẹ mày cái lò đây là bà lò mày đi nhậu rồi bây giờ mày cướp. Đó mày có tiền mày trả đĩ mẹ mày đĩ đếm đầu cha mày ra. Đủ mẹ mày. Mày tao coi mày thôi giờ xấu thành mà mày lôi ra xấu thành liền tại chỗ liền đâu. Tao nghe là xấu thành. Một thằng mập tao để đi trước này là tôi đóng nó vô là coi vừa lỡ lú này đi đâu thành à đúng tao ơi. Ra ra mô phục xì lấy đi. Xấu thành mẹ bắn cái thằng ra đi. Đúng mẹ. Đó. Mày làm gì đâu. Đúng mẹ mày đe nó cừ thế mày. Gà. Gà ra dây gà. Đúng. Dây gà. Đúng mẹ mày giỡn ra cái giỡn tôi đó giỡn cái sao đúng cừu. Nó lấy hết đâu. Nó lấy bóp lấy đồ hết á. Bóp qua đồ đâu đi mất đâu đó đây. Ví dụ gì là tao nhặt lại tiền lớn hơn em lộn nhất dưới tốn quá.
đánh con lên kêu con dài đó đủ mẹ biết sao giờ sao không cha chú lại ôm chú lại ơi cho đâm giờ sao tàu chi mà tàu dữ vậy sao mấy thằng công an là xây hết rồi, nó xây mệt mệt đồ đạc thiết rồi. Mấy thằng đã luôn à, nó quýnh sang rồi nó tướng nó chưa chết nó mới theo ra đây này ở Tiền Phước anh. Dạ đắc nhân vậy cho nó quýnh xe ngồi ra nó mới kêu cái thằng kia vô thì đã nói là tao bằng cua mà mấy đứa tao nhỏ nhỏ 5.000-10.000 à cho nó mới tao lớn nhỏ mà đó vậy mấy đứa nó ngầu nó nhậu nè rồi nó mới nói thâu đánh bằng cua cho vui thì nó mưa lại. Mặt là cho tên to này ở lại cái loại tụi bay là loại ăn cướp cầm cầm chị nghe ê sao chị ấy vậy thầy mấy kính anh thầy mập á. Tám người mà cứ sáu người khen. Quay hết qua vô mày kêu quay tiếp quay sắp chết quay rồi em banh ra quay cho đi nó đâu có té rồi nó quýnh trụ mẹ đó mày nghiệp chết rồi mà còn gì nữa đâu mà không quay trong cái gì nó nói té gì ý mẹ mà nó té quay từ trên trên sông xuống cái tay đủ mẹ mày ra té nói mấy thằng con mà nó té rồi đó chết rồi mà đủ mẹ trần gì mà trùm nữa cứ quay trực tiếp đủ mẹ đó vậy không tôi vậy mày đủ mẹ mày đó quay cho phim từ lái quay nó đang quay vậy đủ mẹ mày té sao ở đây công an nhôm cũng ai gọi cũng tới đây đủ mẹ đó tới đó đâu nó tới vừa nhả hết đi chứ không tới đâu. Cô tôi lại gầy mà sao lại chết đâu không ta đâu tôi có tính lại đi tôi lại tính lại sao đâu tin chứ mình mà tính lại cô mau chết nó dậy vô chú tính lại đi mà chị mau tìm đây uống bàn chai luôn vậy cái tổ tiên xuống cho đi chi mà để đâu mới vậy đồ mẹ chi mà đang lo thứ quý trung quý đồ đi bà cái thằng đem bù đậu ra mà đứng ra luôn tay ấy à mày chú ai bây giờ nha là bây giờ bên công an á mà trong vòng nửa tiếng nữa nó gặp lại nha mình đưa hai thằng đi
cái xác của thằng Còn lên trụ sở công an anh không? Bây giờ không anh không anh điện thông báo cho anh Còn đổi xác rồi. Đưa xác lên đi chỗ công an anh không luôn. Đúng rồi, còn phải kẹo lên điện thông lên. Đúng rồi, tiếp luôn công an không lại là cứ đưa hết toàn bộ ai cần để xác lên trên đó luôn. Đúng rồi. Phải làm vậy. Anh em có dân có đồng ý không? Đồng ý. Đủ mẹ bên bộ công an nói vậy nó muốn chết. Mẹ một cái mày sốt giờ không có ngày nào. Bên công an thì đi công an anh nhơn là hay gì? Mà cái ai gọi công an chưa? Đâu cái ai gọi đâu? Công an ai vô cái vô. Điếu mất thằng kia gọi. Mình gọi công an vô được chưa? Gọi công an vô được chưa? Số là người ai đâu? Cầm cầm mấy chị gọi công an đây. Cầm nghe coi nghe. Biết sống em không? Sống giờ nào ai gọi anh mà chạy mà xuống. Em vô coi vô nó lên nó làm nha. Bây giờ coi vô là không đâu coi. Giờ công an anh vô công an anh vô công an anh vô công an anh vô công an anh vô. Mẹ nói là mùi rồi mà. Mẹ giờ nó mới đeo dẫn vô đi. Vụ đây là đậu mẹ cái vụ đây là phải xuống tỉnh luôn làm cho đậu mẹ nó rõ ra luôn. Nó không sao mà đồng nào phái gì vậy mà sao cái mẹ nó đã hiểu lên nó quấn chỗ đập cho nên là chuột nó ra mà nó gì mà nó giống nó hiền không mà biểu sao mà
có một ở đây là quấn sau lưng cần cố, còn hai nữa vô cái kèm này nó quấn nó hóc lên nè, nó quấn coi sau lưng cần cố cái kèm này ví dụ vui lú cho là thấy đó kèm nó quấn đâu điên chết rồi trời nghe cái việc này nó sau lưng cần cố chỗ hiếm không mà thấy mình đây mà nó quấn đâu quay quấn thường thì mình đâu mà nhiều mấy gì thấy chưa nói chung là các cấp bây giờ chúng ta là chẳng kêu chẳng kêu vô dầm cái kêu vô dầm cái kêu dầm cái mà đủ mày bắt cướp đi bắt cái bắt kẻ ấy nhanh mà sao giờ này lâu dữ vậy cái này mày đang vô anh á chờ đi mày giờ làm miếng bán thôi làm miếng bán Dính giờ làm miếng bán rồi sao Dính? Từ từ làm miếng bán nó cưới đàng hoàng vô có chứ cưới cho mình chở kia không nãy vô là đã chết tại chỗ đâu ai vậy? Ừ. Bè của anh nhí. Chụp qua gì nắng mới được không? Ai ơi. Tàu dữ trời, trời chết được ba con ba cái chi mẹ dữ vậy trời. Chú tao. Nó đâu? Hỏi hai cậu em. Đây lên giường này nha. Sao? Ở đâu? Hai con kia, hai con bé, nó hỏi đó. Hai con sống giờ. Bây giờ sao giờ? Nó tết đâu mà mua hỏi mày sao? Trời, sao nó dày? Nó ngu quá. Tông. Tông ơi. Giáp tiếng miệng. Tông. Trời, sao cái gì? Trời! Đưa được quân nó vậy? Đưa đâu? Đúng rồi, đưa đâu? Đưa được quân nó! Đồng an Tuyền Phước á! Đồng an Tuyền Phước quân! Thiệt vậy? Cháu bảy thành Đồng an Tuyền Phước không? Thiếu thành mà hầu chung lên hay thiếu thành vậy? Đồng ơn! Lần đầu biết là người chết đâu? Đồng! Đi đổ nghe tư kia nó còn rồi mà thấy xéo thành mà không biết là 8 thành cái 10 thành 8 thành cai thành chị chút nó đủ chẳng nó đi luôn. Hai thành bị đồ thường cho lấy mở. Có một thành bị đồ thường mà. Hai thành đó chứ chung bước màu đó. Mặc đồ thường. Đồ thường á. Đồ mắt á. Thì là mấy con tay kêu mấy mày biếu mấy mày là kêu hết kìa chứ. Cháu cũng nhớ thằng cháu chim hả? Mấy thằng nào quýnh đó đã là nó bị đuối hả? Nó đâu. Trong cả những cái này là 2, 4, 4, 9 này còn hai thằng chiếc chuột đó là thằng đó à đừng nói nữa nó là thằng đó nhỉ có thằng đó nữa không mình khuyên cái xác ông đi chứ còn kiểu này nó phải nó không có vô rồi đâu ấy anh tìm rồi ném cố hai cái chó cái này luôn còn bây giờ sao chó còn bây giờ sao giờ kêu ở đâu giờ mình kêu vô trong cái bây giờ sao mày kêu vô đồng đang ê em lấy cái dừa cục hai này lại còn lại kêu đi luôn thì bước chân lên nhục nhờ mình lấy cái dừa đâu anh cứ nói đó cũng có thể đây mày đó cục hai đó lấy cái dừa cái này cũng mấy thằng cục Tuyền Phước mà Tuyền Phước nhưng mà phải kêu công an mình cho công an đang kêu hết đây ngồi hết lên luôn vậy mà sao công an không ai tới trời lấy tiền tới không tôi nghe lấy tiền tới liền công an thì người ta tới nó muốn đó chị đâu chị bị giết luôn rồi chị giờ mà chạy đường nào nữa hả ông hai ông đây ông gọi đi.
Anh Tường gọi giùm công an mình ơi. Anh gọi giùm công an mình. Gọi vậy đỡ từ từ nó ra cho đi kiếm nó chơi xét đi chơi tàu. Chờ ra. Chờ ra. Chỗ nào mà đấy chỗ cái chú gì à? Đây là tôi túi gì kia kia điện không ạ? Được đâu. Không chạy sao trời. Vậy không kháng người ta đi kia nó chơi mệt nhưng nó cứ dữ dằn biết mà. Có gì đi xuống đi vậy rồi. Đầu mày á. Đâu mới đâu mà. Không có số nên là trên cái máy kia kia mất đầu chị không có số. Đã nói là không có số công an tính mà cứ bắt được hai thành à, còn sáu thành kia đây rồi. Đấy tám thành rồi em. Ừ. Tám đây. Tám thành. Sáu thành mặc đồ công an còn hai thành mặc đồ thường. Công an tính giờ không biết số à? Dạ, biết được rồi. Nó cho biết số tính mà định rồi, gọi nhanh nhanh. Gọi đi, gọi công an tính đi. Giờ mấy giờ? Cỡ chân mới vậy số công an tính này bấm gọi đây chỗ nào gọi chị không có tiền không bấm đi 0563 8689215
86921 ngàn đồng em nói. Chú quan cái đó chú quan đi. Có biết công an có đến tiền nên công an đến nhà. Đây đây đang gọi nè. Rồi bé tôi sợ đây. Liên quan nó quan điện giúp à. Tàu vợ tàu con gơ uống bất cầu. Alo. Quay điện thoại lại ra ra quay lại. Alo. Alo. Mấy này có nhà dây không? Nhà dây hả? Có, nhưng mà em quay giờ này em ghi ra lắm. Công an ở đâu? Đi gặp tao. Đâu? Không phải bên chính trục. Này gọi cái số đây luôn 598 bàn. Anh Tiến 431268. Anh Tiên nha, anh Tiên nha. Đây người ta quay phim mà ném lên mình người là mất rồi sót tiền rồi. Thành kem nó nói. Ra mở coi biết cho người ta biết được. Ai biết mà đâu biết. Chú vợ con người ta đây chi mà tàu dưới vậy trời ơi ép chi mà ép dưới kìa ta chứ. Chạy mẹ ha. Nó quấn ngay cái kèm. Đây chỉ giờ mai không? Đây chỉ giờ cha mẹ nào không? Là sớm không? Là mười giờ không? Con lớn con ở đây rồi, má ông nghỉ đây, má ông cũng có cha mẹ cũng má ông lớn con ở đây rồi, má ông nghỉ đây. Đốt nhang chim chim nhau em coi thứ còn đi ra mua chim đậu chở xe mà cắt ơi đừng gọi qua kia bên đầu đưa đưa một người tôi khóa ra tôi mua tôi gọi trong vô nghe em muốn tôm cua cái 53.000 tao vui mà mấy ông làm y như là dạ dạ qua cho rồi em cho 53.000 cho vui với ai dọn viên ông không cái mặt nè cái bộ đồ nó vô rồi cái đầu này nhìn rất trời lâu à rồi rồi lâu rồi mấy ông cứ mặc đồ mấy bộ đồ vô rồi cứ đứng trên trời nhìn ra sâu như chỉ lắc đâu mà có mình lụ má cái đó rồi. Không. 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 Không
Cái đây là có trăm chút là cái đau gì chứ có gì đâu có chút mình có đang muốn làm bài viết đó không mình quay mình làm gì tính hết rồi đó bây giờ quay nhiều lắm rồi. Con chết ở dưới đó đâu, dưới đó đâu. Chết đầu dưới đó cho ông kia để đưa lên cái này. Dưới đó đâu, đây là ra cho mình đưa cái này rồi. Đây nó kêu chưa đầy niềm phúc vậy chú, chưa đầy niềm phúc vậy là mấy ông đây vô kêu kêu ông Sự ra nó nhỏ với ông Sự á là thằng này chết rồi, biết chết rồi mà mới kêu ông Sự ra hả? Ông biết không mình nói nè. Dạ thì biết quấn cái thằng đại đầu là mẹ thằng đại đầu có chơi nó vừa ưa nó nhậu với mấy đứa vậy nó lại nó máu có vô mà à thì nó sợ nó chạy á. Không biết là quýnh mình cái gì mà ra là thấy anh chết rồi con đứng coi mà không có méo mi gì hết để nó không bầm không giật không gì hết á. Dạ giờ hai đứa con của cô còn nhỏ nữa. Ấy chung bụng tôi đang nó tích cầm chạy chồng dài đúng không cầm tóm cầm luôn mới ngồi cầm chỉ luôn quay về luôn rồi của anh em nhé sao bấm không quên quay gì rồi nè đúng nào người dọn con cái không bác nè mình con cái bên kia mọi người vậy nè à, không quay bấm một cái thôi nha đó rồi mà
nó nãy ái ái này giờ mặt bầm tím này thôi đã làm được sao chết phải có một phương gì đó sao tại sao nó quýnh nhỏ vậy quýnh ông nhận lên chưa quýnh nữa chết chết toàn chết toàn mất hồn chứ nào thì đụng quýnh quýnh chết thở thở đủ hết gì mà ái bao giờ nó xuống quýnh sáng không biết ai gọi nó chạy bây giờ vô tới ai gọi nó chạy biết tin rồi đấy là chạy nhau bây giờ phải chờ bây giờ phải chờ cái xác này về chứ sẵn hàng công an kia vô trong đồn chưa chạy là đầu cho nó chết ngủ chứ cần cả tiếng đồng hồ rồi mà. Ai gọi ai gọi ai không có gọi ai tao gọi nó chạy nó được ngầu luôn rồi mới quay gì có gì quay nữa chứ lại bây giờ ngầu luôn rồi quay không ai quay 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 sao họ không chạy luôn chạy luôn kìa hết tôi gọi tới tôi còn tới luôn chạy kìa xe chở xuống công an đánh đầu con dân dẫn hai công an cái xác thì nó đi rồi bây giờ điện thoại còn hai tiếng hồ rồi không có gì hết không tôi nói thiệt ra chứ nó mới lên đâu mà ai đẩy vô đây mười ác này ai đưa vô đây tôi cái chỗ đó quýnh mình vô được tới đây là ai đã vô đây nhờ người đó ra mấy cô phải chạy về nhà mẹ ai chỗ mẹ ai ai chỗ đây mẹ hai chỗ lên mẹ này này có nhỏ 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 thấy cái này bà ơi ba bây giờ vậy là chú không có tra cứu nhưng mà chú cần cái nhân chứng đúng chính xác sau này là rất quan trọng chú cần cái nhân chứng chứ chú không phải là tra cứu nữa là hành hạ thằng con nhưng mà cháu của chú nó dây là chú nó buộc lên chú nói ai để nó tới đây mà người ấy là người đó phải biết được mà là không ai đó mấy đó đứng đó lại có thằng nhỏ 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 thằng tinh 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 thằng nhỏ nhỏ tinh 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 là trời ơi đem tầm những người đó được cứu như tao để có điều đó rồi đâu phải được ông đúng á, bè đúng nãy là nằm nghe đó là nó buộc cái tay nó có mẹ qua vậy đúng không? Dạ. Đó, nó chết nó chết đó rồi. Chết tại chỗ đó rồi, tôi chở ra đây. Có chạy chỗ rồi. Đi, chưa chết rồi. Em bị nó chết rồi, sao mà giết được? Vậy. Chỗ 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 chỗ. Bây giờ mình chở cho nó tí chứ. Chở đi, giờ mình thấy rồi nè đó. Tao phải làm để sáng tỏ cái vụ này chứ tao không có chấp nhận vậy đâu. Không có chịu vậy đâu. Mày nói vậy tao gọi chuyện hết cuộc gọi tao vậy. Bây giờ có làm nhà sáng ngày mình nói có gì muốn bây giờ mình sáng ngày mình nói vậy chứ bây giờ công an không lên bây giờ mình đưa vậy vô trong cùng với hai người đó nữa. Đi xác cái chỗ vô sáng bây giờ hai tiếng đồng hồ thì có sáng. Không bây giờ tôi thật ái bây giờ ngay thì mang quyền xuống nè. Ngồi đầu. Ủy ban à. Đi. Nếu cứ hậu một khi đi chú. Rồi ủy ban. Tao rồi ủy ban. Đâu chờ lâu quá. Bây giờ chờ chân đây rồi lòng lòng người ta. Bảo gọi công an cho người ta gọi cứu nó lên tưởng. Nó đứng xuống cái chân chờ giờ 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 cái này là cái thương mà. Cái đầu cái đầu cái đầu là cái đầu cái đầu cái đầu cái đầu cái đầu cái đầu bây giờ bỏ mượn cái đồng ca bên ca xe đấy á đẩy đi trên đường luôn đi thấy luôn cái đó luôn thao đó công an ghe đi nè truy tẩu người ta bây giờ nó nè công an nó đúng hay là rất nhiều nhưng mà nó mặc đồ thường đó mà đúng chính xác thâu không tới rất nhiều á nhiều lắm á mặc đồ thường của mình thôi có tỉnh nè phải dạy á có sao nó dạy con kẹt ai sợ ai kè đó đứng đây nó mặc đồ sao quên bình thường chứ mẹ gì đây
tại giờ không có cái ấy nào mà để giải quyết cái vụ này cái điều xong trời ơi trời đi xuống đêm xong đi mẹ lũ bị lấy tiền để đặt xâm danh như vậy lũ bị chết tường sao lại có người dạ chào rồi chứ tỉnh lên luôn rồi tỉnh lên luôn cũng có cái nào xét nghiệm rồi đó lúc nào mà đó cũng qua cũng được đó đúng kia đâu đó tỉnh lên luôn đủ rồi tỉnh lên luôn đó phải làm rõ vụ này nha mẹ mặn thì cha rồi chạy cha mình sầu cha mình chết không chị ngầu ấy cho dài đứng dài sạch đồ máu kiếm cái gớ hay cái gì cho chị ngầu em vừa mà như hôm nay á công an đi chơi đây là anh công an ngồi bên trên. Bây giờ mình giảm bớt rồi, giảm xây hết đầu kia à? Quyền người chết em đâu Quyền không em sao bà con với nhà em tự nhiên bà con thì cái gì nó ta cho bị ai đâu mà giống như mà làm cái kiểu gì ở trong nhà em mà tự nhiên đâu phải là người dân nước lá nó mà tự nhiên học cầu áo cái gì cầu áo ra cầu áo ra cho nó ấm ấm lạnh thông báo là cái việc đau bụng ở đó có gì thì đỡ công an cũng sẽ can thiệp đau bụng cho mình đúng không? Mình không hèo mình không làm cái gì với cả pháp luật này nó sai chứ không vậy thì vụ hôm nay là hồ sơ đàng hoàng này nọ đúng chính xác chưa nha đương nhiên là sức bị người sức bị người bị tấm người cuốn con vui là đương nhiên là sức bị là quấn đụng lấy một người bốn người khác điều ý đồ đó là cái bút đó thì chị xe mất kìa không phải đưa ra cái bàn rồi bạn là bị tám chục ký vậy á tôi coi một chiếc ở đây tôi từ hướng con xe bị thay từ hướng con không có lại ai gặp mày lắm ở đây alo cái gì em thấy cô tôi vậy đi
rau có rau 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 nam ca nam ca chỉ hoài nghe chị. Dạ, bệnh viện mình chị. Nếu như muốn đưa vào đây mà đưa phòng tránh cái nã bây giờ chỗ đây ngầu nào chẳng chỗ ngầu đúng không giờ mình chỉ ăn cho phòng tránh đi đâu chú sẽ hiền với dân mình đúng không? Chú này gặp dân mấy người. Đi theo. 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 Đi Phục Thành đi thông. Mời ơn Phong Hoàng Chính. Phục Thành, Phong Hoàng Chính. Anh là anh như vậy? Mày mà trong nhà. Dạ. Trong nhà mà Phong Hoàng Chính. Anh đi luôn. Phong Hoàng Chính bây giờ. Đi. Ăn cũng nhiều mà cán lại không đâu. Ở đây có cơ quan pháp luật. Không được. Ở đây được chưa? Được không? Em nghe chị. Dạ. Hai thằng công an bị đánh chết người. Hai đó đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Uống rượu đó. Nó tướng nó chưa chết nó đi ra đây cả bài luôn. Ra đây hết cả bảy nhưng mà mấy đứa nó ruột vô nó ruột không kịp nó quấn thành đã chết rồi nó vô kêu sợ ra
nhà nó còn đâu có lọt được đâu mà ở trong mình không có bẩm gì hết á, trong mình có bẩm có đổi hết á. Ai đi mua cơm cho giải cô, đi mua cơm giùm mấy dứt bè ăn cơm. Thì cũng phải dứt cơm bá lên cho tự nhiên người chết mà. Chị nghe bơi. Mấy người kia nấu chè hết rồi. Chị hết rồi. Đây nè, đây. Đấy. Chéo lưng năm nè. Hành quá mà. Mấy trường hành có là em người nhà mà tự nhiên đuổi em đi đâu. Thank you.
Đồ chị đứng đây chiếu đi đâu vậy? Đồ chị đứng đây. Đồ đứng đây. Đồ đứng đây. Đồ đứng đây, có chiếu đâu rồi đó. Đâu có tao rồi. Tức là nó chiếu rồi cho tao nó không có được không? Đồ đứng đây không chiếu đâu rồi đó. Vô vô lấy cái gì ơi. Cô vô lấy cái gối cô. Lớn đâu ai biết đâu. Thì ở trên cái này xin người ta ăn cái chứ giờ sao. Tú mày cắn lại ơi. Tú mày cắn lại ơi. Anh nó nè em ăn nhất cái đây quen xíu cho chị ngầu nghỉ gấp tiền chút cho chị ấy ngầu nhất nhất quen chút anh xíu không rầu 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 cho chị nán đây cho chị ngầu đây cho nãy giờ chị đứng nãy giờ cả tiếng máy hồ rầu già vừa vừa đó. Mua cơm giờ ai mua cơm mấy cô đi ra mua cơm mấy cô. Anh tự nhiên cơm dứt bè dứt bá đây á. Ở ngoài kinh tinh này giờ chị ra mua chị tiền này. Có cô có mua cơm không mà đi cô dứt bè dứt đỡ bá lên cúng. Mua hộp cơm không nha cô. Thank you.
Mua giùm cho những chai nước này mày, chai nước suối nhỏ, cho nó, cô ra mua nước à cô. Có tiền không, tiền này nè. Có tiền không? Chưa, đây đi mua nước nào đâu từ à? Mua nước cho chị hút miếng lấy chưa? Giờ chị ra ôm trước thôi, không mua đồ cúng vô, ý là chị ra trước thì coi thử tay, túi hay là cái tay mua vô đồ cúng, bán ấy cúng lên. Có tiền không, tiền đây. Ở kinh tin mà cô. Dạ. Trời cô. Thấy con giúp bè giúp con cúng cho. Ai nó gọi nhà, ai biết lên miếng cơm đó giúp lên cúng đi. Đem chết vậy rồi, chết đói mà nào. Đưa ra chừng này nhìn nhờ đây. Ủa chừng này đi nhìn nhờ. Thank you.